BTC16 xin nghe ạ. Cho chú hỏi là cái cá nước biển là có ngâm để làm phân được không cháu? Để chú tưới bón cho quýt để cho tiêu. Dạ vâng, xin chào khán giả. Khán giả đang được kết nối máy trực tiếp với chuyên gia trồng trọt Đinh Văn Đức ạ. Sau đây thì mời khán giả nghe những tư vấn trực tiếp từ chuyên gia. Và anh ơi, đối với này cá biển là chúng ta vẫn sử dụng để ngâm để làm phân bón để tưới cho các loại cây trồng được. Vâng. Thế dạ vâng, đúng rồi. Bây giờ thế này nhá. Sau khi mà chúng ta đưa vào chúng ta ngâm cá, chúng ta ngâm thì trong quá trình nó phân hủy cá thì anh thấy tức là nó sinh ra cái mùi rất là khó chịu, phải không nào? Cái thối ấy. Cái thối rất khó chịu cho nên là người ta phải mua thêm cái men EM à. Men EM, nhưng mà anh nên mua cái loại tức là EM thứ cấp ấy, chứ không phải cái chính cấp đâu. EM2 á. Vâng, EM2 đấy, thứ cấp đấy. Thế thì về để chúng ta cho vào thì chỉ thấy là cái này nó vừa giúp cho là cá nó phân hủy nhanh này. Thứ hai nữa là nó chống được mùi này, nó không gây ô nhiễm môi trường này. Thế thì còn lại cái men protease là như thế này. Anh biết tức là khi cá nó phân hủy ra thì nó là các protein của nó là mạch dài. Cho nên nó ở cái dạng ấy là rất khó tiêu, cho nên là chúng ta bón cho cây trồng là cây trồng nó không sử dụng được. Cho nên là người ta mới cho cái mọi cái protease vào để nó phân ra thành các amin. Nhưng mà cái protease thế này khi mà chúng ta dùng đến thì chúng ta lấy ra một vài lít cái dung dịch cá ngâm ấy, xong người ta mới trộn đều với lại cái men protease này, xong người ta đưa vào trong, chúng ta đun nóng lên ở cái nhiệt độ khoảng 40-45 độ C, đun trong khoảng 20 phút. Đấy, xong rồi sau đó rồi thì chúng ta đem lấy đổ vào trong cái thùng cá ngâm, chúng ta khuấy đều lên, khuấy đều lên thì nó mới có tác dụng tốt. Không cần thiết. Còn cái thêm mật đường nó chẳng qua là cái đó vào để giúp cho cái gì, cho cái men nó hoạt động tốt hơn mà. Vâng.